Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu Lan nhá. Hôm nay em lên cho các bác một phiên bán hàng toàn hàng đẹp à. Em lên cho các bác nhá, một giò cáo nhá. Cáo nhá các bác nhá. Lá đây nhá. Nó ngắn như thế này này, một đốt ngón tay này các bác này. Đấy. Để các bác tưởng tượng nhá. Cây này thì nó là chưa ra hoa nên là chưa biết hoa hoa tím hay là hoa không tím nhá các bác nhá. Cây này. Và cây này là có hoa năm vừa rồi là hoa tím ngắt luôn nha các bác nhá. Hoa tím ngắt luôn nhá. Đấy. Một giò cáo Lai Châu như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 500 nghìn nhá các bác nhá. 1 triệu 500 nhá. Đó. 1 triệu 500 cho giò số 1 nhá. Số 2 này, em bán hàng đen rô Tết nhá, hoa Tết nhá các bác nhá. Nụ đây nhá. Đấy. Nụ bây giờ lên tất như này rồi này các bác này. Xương cá hết rồi này. Đấy. Chuẩn hoa Tết cho các bác nhá. Một giò như thế này nhá. To nhá. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 300 nghìn nhá. 1 triệu 300 nha các bác nhá. Hàng hoa Tết thì các bác không phải nghĩ nhá. 1 triệu 300 cho giò số 2. Số 2 nha các bác nhá. Số 3 tiếp nè. Đen dô à. Đấy, hoa thế này mà. Nên là các bác yên tâm nhá. Các bác yên tâm nhá, hoa này. Quá nhiều hoa luôn. Gần 20 đầu hoa luôn. Chậu như thế này nhá. Em bán chậu như thế này cho các bác với giá cũng là 1 triệu 300 nhá. 1 triệu 300 nhá các bác nhá. Đấy, cho giò số 3. Số 4 nè, chậu nhỏ nhá, chậu nhỏ nhá các bác nhá. 1 thân hoa, 2 thân hoa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thân. 12 thân hoa nha, đây nha, hoa đây nha các bác nha. Đấy, đang chia đầu sẽ nghé hết rồi này. Đấy, các bác nha. Nên là các bác yên tâm nha. Để có một giò lan để chơi Tết nha. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha các bác nha. Cho giò số 4. Số 5 này em lên tiếp đen rô này. Đây là nụ này. Đấy nha các bác nha. Như này nha. Như cái cây này thì nó ngắn hơn nha. Ngắn hơn nha. 1 thân hoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 thân nhá. Ngắn hơn nên là em bán cho các bác với giá là 320.000 nhá. 320.000 nha các bác nhá. Cho giò số 5. Đây là 2 tuần rồi mà hoàng thảo kèn của em nó vẫn đẹp như thế này này. Các bác này. Đấy. Nó mới nở có 2 thân hoa thôi mà nó đẹp. Đấy, hoàng thảo kèn Lai Châu của em nó thế nhá. Còn nếu mà bác nào muốn lấy thì cứ alo em là có nhá. Nó chưa nở hoa cũng có mà đang nở như này cũng có nhá. Đấy. Bông nó xuất sắc không? Đây nhá. Em lên cho các bác nhá. 3 mầm gốc nhá. 3 mầm gốc nhá và một thân này là 60 sen nhá. Các bác nhá. Em bán 400.000 nhá. 400.000 nhá các bác nhá. Hàng thuần nhá. Cho giò số 6. Số 7 đây.
cái dáng hương tam bảo sắc như thế này nhá các bác nhá. Đấy, thân lá đẹp không ạ? Đấy các bác nhá, một giò như thế này nhá, nó đang có nụ nha các bác nhá, nó đang có nụ ở cây này, cây này đang có nụ rồi. Đấy, nó trồi nụ rồi. Cái này hôm em nhìn thấy 3-4 bông ấy, 3-4 cái nụ rồi, nhưng nó chưa ra hết nha các bác nhá. Một giò như thế này nhá, em bán cho các bác với giá là 550.000 nha, 550.000 nha các bác nhá. Đấy, như thế này là 550.000 cho giò số 7. Số 8 à. Hoàng thảo kèn nhá, 3 thân nhá, 1 dài nhá các bác nhá. Như thế này. Cao là được 60 cm nhá. Giò này em bán cho các bác với giá là bán 800.000, không trôi thì em bán 700.000. Em không bao ship nữa nha các bác nha. 700.000 nha, 3 thân nha. Ngắn nhất là được 50 cm nha. Cho giò số 8. 700.000 nha, cho giò số 8 nha các bác nha. Số 9 nè. Hàng dáng hương tam bảo sắc, hàng một dề nha các bác nha. Như thế này nha. Đấy các bác nhìn này. Sướng không? Đấy, em ghép đẹp vào cây gỗ như thế này thì bao giờ nó hỏng nha các bác nha. Một giò như thế này, hàng một dề, em bán cho các bác với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Cây nó đẹp thì tiền nó sẽ đẹp nha các bác nha. 1.200.000 cho giò số 9 nha. Số 10 này, hoàng nhạn nha các bác nha. Hoàng nhạn nha, lá này ngắn này này, các bác nhìn nó độ ngắn như thế nào, đốt một đốt ngón tay luôn. Đấy, có 4 cây nhá, nó chưa ra hoa nên là em chưa biết là màu gì nha các bác nha, chưa biết là màu gì nha. Đấy, một giò nhạn như thế này em bán cho các bác với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Không biết là tháng mấy nha, nên là từ ngày em nuôi là nó chưa ra được hoa luôn. Không biết là tháng mấy thôi nha các bác nha. Quá đẹp luôn. Cho giò số 10. Số 11 này, cái này là cũng là 4 cây này. Lá lá là lá sẻ quạt nha các bác nha, lá sẻ quạt nha. Như thế này. Đấy, cũng chưa ra hoa nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha các bác nha. 4 cây. Hoàng nhạn không biết là tháng mấy đâu. Hoàng nhạn nha chứ không phải là bạch nhạn nha các bác nha. Đấy. Cho giò số 11 800. Số 12 nè. Số 12 nha các bác nha. Đấy, đây là toàn thân tơ nha các bác nha. Toàn thân tơ rồi. Đây nha, toàn thân tơ rồi. Đó. Một giò kiều dẹt như thế này, em bán cho các bác với giá là 450.000 nha. Hôm nay em bán không bao gồm phí ship luôn nha các bác nha. 450.000 nha. Cho giò số 12. Số 12 nha các bác nha. Em lên cho các bác 20 thân như thế này, 20 thân hoa nhá. Mà thậm chí còn trên 20 thân luôn. Một giò như thế này nhá. Cái này là long tu đá
của Sìn Hồ, quê em nhá, quê thứ hai của em nhá. Đấy, một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 300.000 nhá, 300.000 nha các bác nhá. Cho giò số 13 số 14 này, một giò trồn nhá các bác nhá, một giò trồn như thế này nhá, em bán cho các bác với giá là 500.000 nhá, 500.000 nha các bác nhá, được 6 cây 500.000. Cho giò số 14 số 15 à, số 15 nhá, một giò trồn như thế này. Đấy, ghép gỗ nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nhá, 300.000 nha các bác nhá. Như năm ngoái giò này không có 300.000 luôn. 300.000 cho giò số 15. Số 16 đây là giá hương tam bảo sắc này. Đấy, như thế này. Lá vàng ươm luôn, nó được ăn nắng nên là nó vàng nha các bác nhá. Giò này em bán cho các bác với giá là 380.000 nha, 380.000 nha. Cho giò số 16 số 17 nhá, một giò nụ mạc xuân nhá các bác nhá. Em đang nhìn thấy là có một cái nụ, hai cái nụ, ba cái nụ, bốn cái nụ. Năm cái nụ. Em nhìn thấy đang có 5 cái nụ như thế này nha các bác nha. 5 cái nụ mạc xuân của Cao Bằng nha các bác nha. Đó, như thế này. Em đã trồng thuần nha. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 cho giò số 17. Số 17 nha các bác nha. Số 18 nè, Vanda hoa vàng nha các bác nha. Có khi cho lên trên nha, có khi lại có đang có nụ rồi các bác ơi. Đang có nụ nha. Vanda hoa vàng đang có nụ nha. Đấy, đây có nụ rồi. Một cái nụ, hai nụ, ba nụ, bốn cái nụ, năm cái nụ. Ui rồi, 5 cái nụ luôn. Hoa vàng ươm nhé các bác nhá. Một dè luôn, nguyên bản từ rừng. Đấy, em bán cho các bác với giá là 1 triệu nhá, 1 triệu nhá các bác nhá. Cho giò số 18 số 19 này, một giò trồn như thế này. Năm nay là cây nào cũng có hoa luôn nha các bác nha. Từ 1 đến 2 bông.
Giò như thế này em cũng bán cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha các bác nha. Gỗ này thì không bao giờ hỏng nha các bác nha. 500 nghìn. Cho giò số 19 nha. Số 20 nè. Giá hương tam bảo sắc nha. Giá hương tam bảo sắc nha các bác nha. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 20. Số 21 à. Một giò kiều vuông 60 thân. Em đã làm hoa cho các bác rồi nha. Làm hoa cho các bác rồi nha. Một giò như thế này để các bác chơi hoa Tết. Một giò như thế này em chia sẻ cho các bác với giá là 2 triệu nha. 60 thân như thế này này. Đấy, có lá này. 60 thân 2 triệu cho giò số 21. Số 21 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh và ủng hộ em nhá. Quý em cũng xin chào tạm biệt tất cả các bác đi online.